We're gonna wake you up again, okay? Trời đất ơi trời. Trời ơi, mới dậy mà ta nói thấy. Trời, Audrey, 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 sit closely. Sit close down here. Trời, ngồi tới té giờ. Sit sit rồi sit vô. Closer, closer, sit. Audrey. Trời đất ơi, mới dậy mà đi ăn kem của người ta. Con mất rồi nào. Trời ơi, nó nghe nè, mà mới sáng sớm chưa. Mới sáng sớm mới ngủ dậy. Ok, nói đi. Cô làm mất cái ra, mất cái mắt kiến hả? Đeo cái đèn của Audrey vô thử coi, đẹp không? Mà tại sao mới... trời đó, cẩn thận. Trời, nó nói để coi nó đeo có vừa không. Let me see. Mà nó nghe nè, mới ngủ dậy chưa có đánh răng, tại sao ăn kẹo của người ta? Hả? Kỳ quá trời. Nó kỳ quá trời kỳ luôn. Hả? Oh, that's a mermaid. Trời ơi, vậy là thấy kẹo của người ta có liền là lè cái lưỡi ra ăn kẹo của người ta liền. Cái con cu cơ gì mà mắc cỡ đỡ, trời ơi. Trời ơi, đồ ăn nữa. No, 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 no. No, don't. Kẹo của ai người đó nấy ăn, ok? Không có được ăn chung với nhau vậy. Oh, she got water balloon. It's gonna be so much fun. Con có water balloon đó hả? Một chút nữa cái thổi, bỏ nước vô thổi cái bình chọi nhau. She just got one for herself. Ok, rồi, rồi, mẹ mua cho con liền. Chay, Audrey, người ta dậy rồi, người ta đi chơi, người ta làm được cả mớ chuyện rồi. Bây giờ con mới ngủ dậy á, chay. Ngủ ngon không? Hả? Ngon, ngon rồi bà. Ngủ ngon không đạt? Hả? I will not take it forever. Hả? Coi chừng gãy cái kiến mới mua bây giờ đó. Hả? Rồi, Audrey bệnh rồi. Audrey bệnh rồi. Are you sick? Yeah. Yeah. Audrey bệnh rồi. Yeah, at school. Hả? At school. At school? Yeah. Oh, ôi, bệnh ở trường á. Better. À, you feel better? Yeah. À, là đỡ rồi, cảm giác đỡ rồi. Mấy đứa mà đi học nhà trẻ đâu. Mấy đứa đi học nhà trẻ thường bị bệnh lắm cô chú ơi, sổ mũi dữ lắm. Hả? Yeah. Mấy mốt không ăn kẹo của anh ta vậy nghe chưa? Muốn là sinh mẹ đàng hoàng chứ không có ăn cái kiểu đó. Trời ơi, ta bình để mình liếm thử cái được không? Cái liếm của ta. So à, tại vì con hứng khởi quá, con thấy kẹo con thèm quá phải không? Rồi, nhưng mà đừng sao đừng có làm vậy nữa nha con. Nha con. Ok. Lần sau đừng có làm lại nữa nè. Ok. Giả mẹ đi con. Đúng mà. Nó đập con này. Trời ơi. It's like baba. Pacifier. Baba. Baba. What is that taste? It tastes like watermelon. Đúng. Yeah. Ăn giống như watermelon, dưa hấu vậy đó. Rồi để mày dậy mày cho con kẹo gấu nha. Ăn kẹo gấu không? Uh-huh. Rồi ngày hôm nay nè là không được ăn kẹo nữa. Hôm qua là mẹ đã cho con một ngày xả láng chơi rồi, ăn bánh, ăn đồ rồi tùm lum. Bây giờ phải trở lại với những ngày bình thường.
không được ăn kẹo, ăn đồ ngọt nữa. Ok. Nói kiểu đó mà A Trị nằm đây nó đút cục kẹo rồi chay chịu sao nổi trời. Cái đó là chuyện của A Trị. Còn con là phải nghe lời của mẹ. A Trị muốn ăn gì A Trị ăn. Hôm qua con nhớ không, mẹ cho sao con một ngày xả láng ăn kẹo quá trời. Ăn gâm mì be, ăn sô-cô-la, rồi ăn đồ ngọt, ăn snack, ăn đủ thứ tùm lum, con không ăn một miếng cơm. Rồi tao lao tao đập bây giờ. It's Audrey. Yeah, it's Jady and this is Audrey. Yeah. Qua nhà Audrey làm gì? Just go. À, về đi, phải đi đánh răng đàng hoàng. Đánh răng đàng hoàng nữa đi qua nhà người ta, thay đồ đàng hoàng. Ok, Audrey. Here your sunglasses. Mom, why? Đi ra đánh răng, Audrey. Mom, why is sleeping always to me not rushing to? Sao con? Why is sleeping always me not good? À, tại sao lúc nào ngủ dậy cũng phải đánh răng á hả? Tại vì là đó là một cái điều mà lúc nào mình cũng phải cần thiết cho cái con người của mình. Khi mà mình ngủ cái miệng mình ngậm ra như nào, là tất cả những vi khuẩn sẽ làm cho cái răng của mình, nó ăn cái răng của mình, nó ăn vô vậy nè. Nên là vậy mình phải đánh nó, mình phải giết nó, tiêu diệt nó. Mấy con vi khuẩn ở trong miệng Audrey, để cho nó không được hoành hành trong cái răng của mình nữa. Mà nếu mà ăn cái răng con á, là răng con sẽ bị gì? Audrey, are you okay? Yeah. Nếu như mà có con vi khuẩn nó ăn cái răng con thì răng con sẽ bị gì? Bị gì? Kha gì? Bị kha gì? Kha gì? Bị kha gì? Cavity. Did you brush your teeth yet? Yeah. When? At my dad's house. At your dad's house? Yeah. No. Did you brush your teeth this morning? At my mom's house. À ok, nó chờ Audrey đánh răng rồi, rồi bây giờ tao phải có mấy con đánh răng nữa. At my mom's house too. I could be blue, I could be purple, I could be green, I could be yellow. Oh, hay dữ ta. Audrey. That's a funny loud noise of baby shark. À, đúng rồi. Mà Audrey, say hello cô chú chưa? Cô chú. Hello cô chú. Cô chú. Rồi bây giờ, ok, wait for JD to brush her teeth, ok? Okay, I'll go wash it. Ok, you're gonna watch JD brushing her teeth, ok? Now JD, bây giờ con move qua đây, đứng xuống. Đứng xuống ngay chỗ này, đàng hoàng. Rồi còn hỏi nữa, tại sao hả lúc nào ngủ dậy cũng phải đánh răng nữa? Tại vì đó là tất cả mọi người làm và cái đó là cái điều tốt nhất cho răng của mình. No. Ok. I could be blue. Nhăn răng ra coi. Ham, để mày làm cục này trước đã, để mày làm cục đầu tiên trước đã. Để mày đưa cái. Rồi, đánh vô. I could be blue. I could be purple, I could be black. I dare me. Đúng rồi, đánh răng vô. Rồi đánh răng đi, mày vô mày lựa đồ cho chơi nha. I want it. Đánh trong, đánh ngoài, đánh trước, đánh sau, đánh lại, lại lên. Nhăn ra. Lên xuống, trơm dưới, lại lên. Đặt cho bây giờ. Ôi, quá nè. Mommy is funny. Baby shark is funny. Hey, then I said. Bây thôi quên lãng với phiên đàn, cánh chim lãng bay ngàn, quê đang bước đi còn riêng mình.
I could be blue, I could be purple, I could be pink. Rồi thì xịt cái đó lên cái là chảy tóc nó nhẹ nhàng rồi nha em trai. I could be every color you like. Thấy không? À, thấy chưa? Chảy đầu nhẹ nhàng thì thấy chưa? Không có bị đau, thấy không con? Con ơi, con đập bước đi. Con này, bước vô. Bước vô. Con giỡn mặt với mẹ đó chay. Con là rất là giỡn mặt với mẹ. I'll be good, honey. Oh yeah. You need to be on my mind. Cũng đang đúng để tình riêng mình. Tìm thôi quên lãng với bóng hình. Kiếm xa nắng nhàng. Nhàng răng. Nhàng, đây nè, đây tên đây nè. Này đã đánh răng một cách rất là ẩu tả. Là sau này nó có cavity á, nó bị sâu ăn răng thời điểm, và đừng có trách nha. Sau này con bị sâu ăn răng thì con đừng có trách mẹ làm sao mà hả, không có báo trước cho con biết. Nhột nhột. Daddy, remember we crashed? Yeah, crashed in the bush, right? Yeah, it was really funny. Mm. Crashed in the bushes? Yeah, no, remember? You were driving the car? Mommy! Oh, mommy! Chú kỳ ghê, cái đám này có nói kỳ ghê quá. Chơi được một chút đó là bắt đầu á. Ok, đứng lại, đứng lại. Mommy, don't let me share. Đi đi, share. Ok, wait. Wash your hands. Leave it, watch after you wash your hand. Yeah, let Jaylee hold it a little bit, and then after we wash our hands, you're gonna have it back, okay? Wash your hand, right? Let's see. She's awesome. Wait, hold on, leave your hand right here, okay? Wait, let me clean your face. You got two more things. Huh? Okay. Okay, wait. Stand right here. Stand right here, okay? Đứng yên đó. Okay, để mẹ lấy xin nó là sẽ xịt cho con. Để mẹ cho hai vị. Gì vậy? Can I have it? You wanna drink the water? No. You are you thirsty? No. Okay, then we're gonna drink the water out there, not this water. This is the water to spit out. Okay? Not the water to drink on your body, okay? Trời ơi, nó tưởng cái nước này là cái nước hả, uống nó khát nước, nó cầm cái nước đó nó uống. Hoặc nói hả, con khát nước thì ra ngoài kia lấy nước kia uống, không có được uống nước này. Okay, very sad. Okay, let's go. Okay, what's up water? Trời ơi, chay á, nghe nó chay qua trì uống nước, chạy vô lấy nước mà tình cảm dễ sợ không? Đúng là tình nằm thấm mà xuyên qua bao mấy trăm luôn đó chay. Here, here, Audrey, here, water. I don't want water. So why you were drinking the water in the bathroom? Trời ơi, cuối cùng bà nó bán nước gì tự nhiên sao bà đi, uống nước kia trời. This is the pumpkin? Yeah, that's pumpkin for Halloween. Can I see? Yeah, chạy uống nước đi. Chạy uống nước cho ma truyền luôn đi con. Uống nước đi con. It's spooky Halloween. Mommy, mommy, mommy. Con dễ chân con đó, đúng rồi. I poop. Hả? Let's go. Ê, chạy đi. Gotta use sunscreen. Okay, stand right there. Đứng im, not lấy sunscreen. Mom, don't make me really shiver. Oh, because the sunscreen is cold? I love it. It's a pumpkin. It is a pumpkin. It's for Halloween. Yeah, it's got a face on it. Oh, can I spill it? Sunscreen first. Stand down here. Xuống đây. Okay. See? Rồi. Lấy
turn around, turn around. See, không phải Audrey giỏi chưa? Rồi, đây đây. How on my face too. Trời ơi, trời ơi, muốn sức sunscreen trên cái mặt luôn. Trời ơi, sao phải Audrey giỏi vậy, sợ chưa? Im lên. Mọi mấy đứa con nít này nó sức chống nắng, nó quen từ hồi lúc còn nhỏ luôn cô chú ơi. Hả? Rồi, ok, move. You. That's the car. Vậy sẵn giấy lên, sẵn giấy lên, sẵn váy lên, váy, váy. You gotta stand closer. Ừ, nó làm gì vậy? Y như là... Cô được đời không? Mỗi lần mà sức chống nắng cho con này là tao muốn bực à. Đen thì dư là người ngợm. Sực cổ xuống nè. What's the car? The car. Lạnh nữa, gọi đi lên đây. The car's under there. Under the tarp. Ngồi xuống đây anh, ngồi xuống đây, ngồi đây. Ngước mặt lên, mẹ có làm gì con đâu cháy, mẹ mệt con quá đi thôi. Mệt, dễ giờ. Is it dry? Đây. Nếu đưa cái mặt qua đây, con cháy này nó kỳ thiệt á. Mỗi lần mà sức cái chống nắng cho nó là thấy mệt cuộc đời. Why? Làm gì không mệt mà sức chống nắng thì nó mệt. Why is Janie so weird? Yeah, she's a weirdo. Rồi ngước cổ lên coi, ngước cổ xin tiếng ơi. Ngước cổ xin miếng hả? Trời ơi, Audrey đi left me. Trời ơi, Audrey đi mất tiêu hả? Rồi chạy qua nhà đi. She's playing hide and go seek. Oh, Audrey trốn con rồi, con đi kiếm Audrey đi. I don't want to. Kìa yeah, baby, you want some sunscreen? Nè, tới ba nè, thấy chưa? Tới ba này xịt cho ba nè, thấy không? Is it tickle? Giờ tới mẹ nè. Is it cold? No. Feels great. Are you very sensitive, Chidi? Mẹ xịt cỡ nào không? Nghe không? Mẹ ngồi ngoài đường với con mẹ cũng đi. I want to play the car. Oh, you wanna play the Lamborghini? Yeah. Okay. I want to try the Steve. Dạ. Trời ơi trời. Mẹ kéo quần mẹ xuống đi chứ còn không để thấy cái đùi, cặp đùi. Yes, à đúng rồi. Biết làm sao không? Tại vì á khi à chưa. À lấy thấy xe đi rồi nhảy xe. Let me do it. Chết. Baby. Huh? You gotta let me pull it down. Okay. Biết làm sao không? Tại vì á, khi mà Ngọc đi lựa đồ bơi á các bạn. Hồi bữa Ngọc đi lựa đồ bơi. Cái hả, nó lại nó đưa cho Ngọc mẹ cái quần này đẹp nè, cái áo này đẹp nè. Ngọc nói không con ơi, cái này á hả, dàn dưới trẻ người ta mặc chứ còn mẹ hả, mẹ mặc mẹ chơi ra nhiều thịt quá mẹ không chịu con ơi. Mẹ gì cho kín kín đáo đáo một chút. Từ đó về sau nè, nó lựa cho Ngọc những cái bộ đồ tắm toàn là kín đáo không. Rồi bây giờ hồi nãy Ngọc sắn cái quần Ngọc lên á, cái nó nói mẹ mẹ che cái quần mẹ lại đi chứ mẹ sắn lên vậy là người ta thấy da thịt của mẹ không con. Giống mày, đúng rồi. Dâu nó nói mẹ giống y như là cái đồ bơi đó mẹ. Giận rồi hả? Giận quá giận rồi. Just drive around and come back. And then let Janie do it. Đứa này mà nó nói dành không đúng đúng. Do a lap. Ừ. Granny. Hả? He's a granny. Bên này là gì con? Granny. Hả? Là sao? Bên này là sao? Lấy kiến đeo vô không? Nha. Yeah. Daddy, can you get her sunglasses, please? Yeah. I could be blue, I could be purple, I could be jay, I could be mommy. Chạy đó, để lái chút đi. Để ai truyền tập lái đi, biết sao không? Khi mà lái xe là con phải cần một cái thời gian để con tập lái thì con mới biết lái. No. Còn bây giờ, để mẹ vô mày thay cái quần của mẹ chứ cái quần này nó nóng quá. Sáng này mẹ mặc vô cho nó thoải mái, mà bây giờ nó nóng của mẹ quá rồi. Thôi mẹ phải vô mày thay quần. Thay ra vô thay quần sọt, đi đây. Nghe mày vô mày thay cái quần sọt, cái quần này nóng mẹ quá. Nha. Quần này y như cái quần này mặc mùa đông là thoải mái luôn rồi trời. Quần này mặc mùa hè nóng quá. Daddy gave me a pony truck. Ồ vậy hả? Nhưng vàng không ngọc quá trời ơi. Hello cô chú chưa? Có trời con ai trị chạy kìa. Đứng ra ngoài coi ai trị chạy. Đội nón vô. Để nón đội vô nghe. Chứ đội chói mắt. Ok. Lấy nón con đội vô nghe. Daddy, can you give her the baby shark head? Đó, Audrey lái kìa.
Để mày đi vô mày thay quần, cái quần mẹ nóng quá trời ơi. Đi, đây đây. Đứng lên, ngồi đây mày đi thay quần đấy. Quần này nóng quá rồi. Hả? Con này bắt rồi, dữ rồi ta. Quá dữ luôn. Rồi ok, bây giờ tới lượt con. Đi ra ngoài đi rồi mẹ nói A Trì đưa con. Ok. A Trì, qua nhà A Trì chơi qua đồ bà luôn. Can JD take her turn now, please? Yeah. Yeah, you had your turn. It's JD's turn. Okay. Dad. No. What about we're gonna come to your house? Yeah, let me control it. Okay, now we're gonna go to your house. Okay. Let's see. No. JD, sit in there with her. Just be her passenger friend. No. Honey, not the bush. Honey. How are you doing it? Yes, how are you? No, I want to ride. What are you doing? Yeah. Come here. Come on, JD. No. I want to. Oh, water balloon, JD. Water balloons, JD. Come here. Jade, come here. Die, I'm not a mutt. That's the end of the world. Hai đứa này dễ sợ thì cứ tranh giành với nhau được. Thôi, trục đàn nữa đó đây. Trời, giận chạy vô kia. Đây, đâu rồi? Trời ơi, con chạy trốn. Chạy nước rồi, ai trị về chạy nước rồi, ok. Đây. Ok. Hả? Đúng rồi, A Trì biết sao nó còn nhỏ con. Nó nhỏ hơn con mấy tháng lận mà. Nên là cái cách hành xử của nó cũng hả còn nít á. Nên là con thông cảm, đừng có giận. Cái gì vậy? Cái gì vậy? À, cái anh đó, anh ngồi của con, anh mượn á con. Anh mượn để anh chơi chút con đó con. Đây, qua. They borrowed our tube. Oh, look at the bubbles. Yeah, look at the bubbles. Okay. You want to play with the water? Hey, Audrey, come over here.